mực ống, chúng ta biết rằng mực ống bà con chúng ta biết hết bà con, mực ống, mực ống thì nó giá cả bình thường, nó tốt cho sức khỏe mà nó cũng rẻ rẻ tiền, cho nên ăn mực ống rất tốt. Nhưng mà khổ nổi là có một số người, một số bệnh thế này, vui lòng đừng ăn, để cho ăn mực ống vào. Ăn mực ống vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, đó là người có bệnh tim, tiểu đường, gút, ung thư, dạ dày, đang bị bệnh dị ứng rồi nha. Dị ứng với ăn uống thuốc, bệnh da liễu là vui lòng đừng ăn mực ống, để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Ngoài ra nó tốt cho sức khỏe thì mà mực ống nó còn ngăn ngừa viêm khớp, hồng cầu, xương, răng, giảm đau đầu, tim mạch, thần kinh ổn định, huyết áp tốt vì nó có protein, vitamin B12, bớt pho, silen. Ăn không quá 2 con, nếu ăn 3 ngày thì nghỉ 3 ngày, vậy ta ăn cách nhật, ngày ăn ngày nghỉ cũng được. Bà con ơi, nếu bà con kênh chúng tôi là nói về đời sống và sức khỏe, bà con có thấy được, vui lòng đăng ký để ủng hộ chúng tôi và 4 cái video nói bệnh gì, ăn gì, ăn gì và không nên ăn gì sớm đến với bà con. Bà con vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe nha bà con. Bà con ơi, không ống là không nên ăn, mực ống là người có bị tim, người có bệnh tiểu đường, gút, ung thư, dạ dày, đang bị bệnh dị ứng, đang uống thuốc, bệnh da liễu là vui lòng đừng ăn mực ống bà con ơi. Còn ngoài ra, mực ống ăn được là nó tốt cho sức khỏe những người, những bệnh còn lại, ngăn ngừa được viêm khớp, hồng cầu, xương, răng, giảm đau đầu, tim mạch, thần kinh ổn định, huyết áp tốt vì nó có protein, vitamin B12, bà con ha, bớt pho và silen. Ăn không quá 2 con một ngày, mà nếu ăn 3 ngày thì ta phải nghỉ 3 ngày, vậy ta ăn cách nhật là tốt nhất, nó ổn định. Bà con thấy được video chúng tôi, bà con vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi, và đồng thời đăng ký kênh rồi thì 4 video nói về đời sống và sức khỏe, mạnh khỏe này, nó sẽ sớm đến với bà con. Đồng thời như vậy là bà con vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Bà con ơi, bà con ơi.